Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo hai mẫu loa full 30. Một cấu hình từ 170 côn 76 chép 450. Và một cấu hình từ to từ 190 và lắp chép 450 giờ xét. Đây là hai cái cấu hình phổ thông nhất cho các bác chơi nhạc và hát karaoke, rất thuận tiện cho các bác phối ghép với âm ly. Cấu hình từ 170 các bác có thể chơi với âm ly cục đẩy. Với cấu hình từ 190 các bác chơi bắt buộc phải chơi với cục đẩy. Bác nào có cục đẩy 650W trên một kênh là tải tốt luôn các bác nhé. Để em giới thiệu cho các bác hai cấu hình, hai đôi loa full 30. Bác nào mua mẫu nào thì chốt về bên, thì điện lại về bên cửa hàng. Quan tâm mẫu nào thì điện trực tiếp cho em để mua hàng. Đây là toàn bộ hai cái form tùng, là hai cái form tùng giống nhau các bác nhé, cùng một mẫu thùng. Đây là form tùng full 30, mẫu mới nhất năm 2022 các bác nhé. Đấy, cái form đấy rất là đẹp. Đây là e căng này, nó vừa vướng quảng cáo nhé các bác nhé. E căng này rất là cứng cáp luôn, e căng vải chống bụi thưa, tem BS, hàng chính hãng của BS Pro sang check côn. Thùng này thì tay sách nó ở hai bên, đầy đủ ốc treo lóc và treo ngang. Đây phần đằng sau là cái hậu loa này, và hiện tại em đang test với một cái các bác nhé. Bây giờ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác. Thùng này toàn bộ là thùng cùng điểm chung, là thùng sơn sần chống nước, cao 61, ngang 36 và sâu từ khoảng 38 các bác nhé. Với cấu hình từ 170, còn là thùng toàn bộ là hai thanh thông hơi ở phần mặt trước như thế này. Với cấu hình từ 170 thì sử dụng củ chép 450 lắp nhựa, từ 120 côn 44, họng kèn 18x18 vuông hết các bác nhé. Thùng toàn bộ thùng chôn gen lục giác, ke góc đầy đủ luôn. Cổ bát từ 170 đây, cổ bát từ 170, mặt T 6 lỗ. Đấy. Và cổ bát 170 này có cái model là 12W 177016, 600W từ 170, côn 75, 95 dB, 8 ohm, xương nhôm các bác nhá. Từ dày, kẹp lỗ bích thép màu trắng, từ 170, côn 76. Màng ở dưới chi chích những sợi bông thủy tinh này, để cái bát nó lên đây nhá. Với cấu hình từ 170 thì sử dụng phân tần này, phân tần mạch FIP màu xanh, nước biển DA-5, bóng đèn chống cháy chép, hai chở nhôm, hai chở sứ, hai chở sứ các bác nhá, ba tụ vàng, hai quận đồng, lót toàn bộ ống hút trứng. Với cái cấu hình bát từ 170 thì đây là củ bát của nó đây, củ bát là củ bát gân vải tẩm dầu hai gân, màng cả mũ là màng chống nước, rất là xịn luôn nha, màng chống nước nha. Năm nay nâng cấp lên là màng chống nước. Ok chưa các bác? Rồi em bút xuống nhá. Đã giới thiệu cho các bác xong từ 170. Với cấu hình từ 170 này em đang bán là 3,5 triệu một đôi. Đấy, chuyển sang đây là cấu hình từ 190 các bác nhá. Cấu hình từ 190 thì nó xịn hơn, tại vì bát nó từ to hơn và chép nó xịn hơn. Cái cấu hình từ 190 thì em bán 4,5 triệu. Lý do là nó hơn. Cái cấu hình 3,5 triệu thì nó hơn này, nội thất này. Nội thất nó hơn thì nó, tất nhiên là củ chép nó phải hơn rồi. Củ chép 450 giờ xếp lắp nhôm, con này từ dày vật vã luôn các bác nhá, từ to đùng luôn. Con này từ 120 côn 44 và con này côn dây dẹt. Và củ bát điền nhiều hơn thì cái củ bát phải to hơn, đây là củ bát giờ xếp xịn các bác nhá. Đây hàng Trung Quốc loại 1, chính hãng, cực từ BF hết. Bích 6 lỗ. Với con này thì từ 190 này, bích dày hơn, nhện màu vàng, côn 76. Và cái bát này của bát là gân vải tẩm dầu 3 gân, màng xếp ly lượn sóng, màng cả mũ chống nước luôn nhá. Và cái phân tần bên trong thì phân tần dùng phân tần mạch FIP màu xanh lá cây, 4 tụ lọc màu đen, hai chở nhôm, hai quận đồng và một bóng đèn chống cháy chết. Thì sau đây em sẽ mở to nhạc lên cho các bác nghe. Đấy, em có một cấu hình 3,5 triệu mà, và một cấu hình 4,5 triệu. Các bác lấy cấu hình nào là điện trực tiếp cho em. Chống sâu các bác nhá, tiếng sáng đánh uy lực luôn hai cấu hình này.
các bác chơi karaoke thoải mái, hát căng đét luôn. Cái này bác nào ở gần thì em có thể gửi bến xe, bác nào ở xa em có thể ship cốt bưu điện nhé. Nói chung là đi mua loa full mang mới, các bác phải lựa chọn được những cái cấu hình bát chép và phân tần nó phải ngon như này thì các bác mới mua nhá, các bác mới xuống tiền. Đừng tham rẻ quá các bác, tham rẻ quá bán loa full có 1 triệu mấy 2 triệu về các bác không chơi được đâu, đánh nó không căng đâu, em nói thật đấy, em nói bằng tấm chân lòng chân thành của em. Nói chung bác nào mua hàng tỉnh táo thì các bác được hàng tốt thôi. Hôm nay em xin dừng video. Bác nào mua hàng điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 5815 và 72, đây là hai số hotline anh em. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Anh em nào thợ nhập, anh em thợ nhập hai cái cấu hình này này, em để giá rẻ luôn. Anh em thợ nhập số lượng 5-10 đôi thì điện cho em, nhắn tin qua Zalo cho em nhé, bao giá toàn thị trường luôn. Hôm nay cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Video mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé.